nó rất meta, nó rất 11.1 nhá. Một cái gì đấy nó nó chất, nó chất. Tôi sẽ đánh một cái gì đó nó chất. Hơn 7 tiếng, hơn 7 tiếng. Coi như là tiếng thứ 8 đấy, tiếng thứ 8 đấy. Mẹ váng đầu phết đấy. Katarina. Anh không chiến Genshin à? Vâng, thưa bạn Tuấn Đỗ, là tôi nghỉ Genshin lâu rồi. Cái tài khoản của tôi là tôi đưa cho ông anh rồi làm bên Asus, ông ấy chơi rồi. Ông dùng, ông ấy quay xua, quay sủng thì hôm thấy nói. Yếu. Điều mà anh muốn giấu trong tim, trong tim, trong tim, trong tim, trong tim, trong tim, trong tim. Từng em đôi mắt ướt nhòa, điều mà anh muốn giấu trong tim. Đây. Huyết kiếm cuồng cung. Kiếm cuồng cung. Đại bác huyết kiếm hai tia. Đại bác huyết kiếm hai tia. Đại bác. Đại bác huyết kiếm hai tia. Snuff out this simpering ember. Khi người yêu tôi khóc, trời cũng sáng sầu. Cho từng cơn mưa lũ xoay trong tâm hồn.
lè lưới. Rồi, gặp vào đầu nó đi. Chính. Mi chính. Kata cầm nước thì nhìn nó khêu gợi không có chứ định. Nhưng mà đến lượt tôi chắc có cái nịt. Còn cái nịt. Một thằng AFK ăn chắc cái top 7 rồi các bạn ơi. Ăn chắc rồi. Ôi đi mẹ. Có một lần đang chơi DTCL chơi được một nửa bỗng A An đọc CMT. Làm gì mà căng thế Đức Hoàng? Tự dưng nói thế anh em lại cảm thấy nó mất hết cả lòng tốt. Làm gì đến cái mức mà đọc comment không thể chấp nhận được chơi game mà dám cái gì? Chơi game mà dám làm phân tâm. Sorry, lỗi tôi. Rồi, mẹ. Nghe mãi mới hiểu ông nói cái gì ạ. Nẫu hết cả ruột. Rồi, đã hiểu. Coi như là an óc chó đi. Nghe mãi mới hiểu. Lỗi an. Phân tâm. Tầm này não tôi đang không hoạt động tốt nha. Không thể xử lý quá nhiều luồng thông tin một lúc được. Mẹ mấy con thầy mà chết tiệt này. Ghét đéo chịu được. Toàn mất chuỗi vì mấy con đĩ thầy mà. Cay thật. Oh shit. Holy fucking shit. Cắn đi. Chết tiệt thật đấy. Đánh cái gì đây, suy vong. Suy vong hay là cung thủ đây? Nhưng mà cung thủ này là cung thủ Varus nha. Hoàng Varus nha. Ui. Cuồng đao hai tia huyết kiếm. Cuồng đao hai tia huyết kiếm.
Cuồng đao hai tia huyết kiếm. Lắp cái gì ta? Thì lắp cái gì ta? Bài đồng sĩ thây ma này nhìn ngứa mắt thật. Ai giả? Ai giả? Ui, cứng thế này thì làm sao thở? Cứng thế này thì làm sao mà thở được? Chúng ta có 3 suy vong. Ái dào ơi. Mấy cái thằng chết tiệt đánh thây ma mà nhìn thấy mấy cái thìa này nó thèm lắm đấy nhá. The dawn is coming.
Tỉa. Huyết kiếm. Ơi đồ đạc như cái coi cạc cái này mẹ hỏng hết kế hoạch rồi. Bánh kẹo rồi. Bạn. Đéo đánh kata được luôn. Kata sắp 3 rồi này mà đéo có đồ đánh kata thế nên mới khốn nạn. Thằng nào thì bán nốt cái quả bóng xem. Xem cái tân đồ này lắp đồ cho chuẩn để đánh này. Chán vai cà lù. Đồ xấu quá. Cái crit. Cái crit chăng. Man. Nay thì thở thì éo nào được. 2 tia. Chưa? Đủ để thú vị chưa? Cờ như thế này đã được coi là thú vị chưa? Thú vị đấy, đừng có đùa. Cố lên top 8 luôn anh. Đang cố. Sắp rồi. Đam chính mà vẫn chưa lên được đây. Kêu này. Và chuẩn bị phải bỏ dần đống mới đi thôi. Thì bắt Kama. Kama 2 đồ này. Thần sứ 1, 2, 3, 4, 5, 6.
thế nhỉ, bài bạc như bịp ý. Đây rồi. Nhanh thế. Chặt mấy chặt đã chết cụ hết rồi. Được chưa, được chưa? Được rồi. Thế này thôi chứ mấy. Tí nữa bán bớt mấy con suy vong này đi này, chuyển hết qua thần sứ này. 2 con, 3 con, 4 con, 5 con, 6 con. 6 con thần sứ rồi. Bây giờ sẽ bán hết cái đống suy vong, suy vùng mình chết tiệt đi. Đây đó. Ok là 3 thần sứ, 4 thần sứ, quân đoàn. Sao? Đã đủ thú vị chưa? Bài này đã đủ thú vị chưa các bạn? Đã đủ thú vị và thú tính chưa? À, mày con lợn này! Cứ để An phải nóng máy. Chúng mày. Cú xoay bài. Ok, biết rồi à. Đừng lúc để An chó điên lên thì không cản được An đâu. Không cản được An đâu. Ô, ngon. Good. Very good. Đang cố gắng đánh một cái gì đó nó vui vui để phục vụ các thượng đế. Nhiều thế. Chết mẹ đi cho nó nhanh.
cấp mà lên con gấu ấy thì đẹp. Tôi buộc phải giữ con Mordor để mới có quân đoàn. Cho con gấu vào là biết rồi, là có tà thần biết rồi, vừa có tà thần lại vừa có đấu sĩ, ngon, rất ngon, biết rồi, bình tĩnh. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Bỏ mẹ là quân đoàn thì bây giờ nhờ được đéo bao nhiêu, 25 mà cho tôi đánh. Nhưng căn bản là có hút máu nữa, quân đoàn là có hút máu. Sai lầm quá, lúc nãy biết thế giữ con Taric 2, bỏ bớt hai con thần sứ đi, bỏ bớt hai con thần sứ đi mới phải. Lỗi tôi, lỗi tôi. Để 4 thần sứ thôi, 6 thần sứ hơi bị khỏe quá. Ai ơi, mẹ giết con đi lên Blanc đi. Thường Kama của tao à? Chúng mày khinh thường Kama của anh mày à? Bây giờ ước gì đi chợ bắt được một cái thần sứ. An thử sấn. Để tiến up cấp à? Không được, đang up prevent để tiến up cấp sao được. Ôi, nó có thiên thần thì nó éo có thử sấn. Nó không có thần sứ mà lại thiên thần. Thiên thần luôn hé môi cười. Mang niềm vui lại đến mọi nơi. Chán đời tê chứ lị. Cái này ngon này, cái này ngon này, cái này ngon này. Cái này ngon này. Đó. Ui, bỏ con reo điên à. Mẹ từ nãy giờ con reo nhá, nó mặc dù nó không kích một cái gì cả, nhưng từ nãy đến giờ con reo là con choáng liên tục và tạo giáp liên tục để cho con này sinh tồn, không bỏ được. Trừ khi gấu 2, trừ khi lên gấu 2 thì nói chuyện tiếp, không thì không bỏ được. Ui ôi, mẹ lâu lắm mới thấy một cái bài nó chất thế này này. Đau ui. Thế này, ôi giờ chết con mẹ reo rồi. May quá, Soraka đặt chiêu ngu, đặt tận ra góc này. Cái hay của con reo là nó cầm chân được bọn kia và nó tạo giáp. Hay lắm. Côn đồ đẹp thế, ai chơi? Cùng event khôn phết đấy nhá, không biết đường mà né đấy. Phải lực đấy. Cùng chơi này cũng phải lead đấy. Được rồi, hết mất bọn kia đi cũng được. Chối không nhỉ? Bỏ con reo tôi tiếc thật sự đấy. Bởi vì con Mordekaiser này up 2 này này. Tôi bắt đầu tôi suy nghĩ đến cái việc là
nên bỏ con Rell đi hay không. Em điên à. Giết tao đi. Giết tao veo cốt đi em ơi. Đúng rồi, mình sát thương vật lý. Mình là sát hay. Yeah! Veo với chặt cốt. Veo với chặt cốt nậu hết ca ruột. Đây rồi. Mà từ nãy đến giờ sao không? Soraka đâu nhở? Từ nãy giờ không thấy con Soraka nào cả. Thế chứ lị. Chồng CC kém quá. Kêu à? Kêu với chúng tôi à? Kêu với chúng tôi. Bạn đánh kêu với chúng tôi. Bạn nằm xuống. Đừng có đánh kêu với chúng tôi. Đừng tranh cãi nhau về cái đại bác liên thanh này. Con Revenge là con nhiều khi các bạn đéo cần cái choáng của nó làm gì cả. Bạn cần cái gì? Đánh không thể hụt, tầm đánh dài, giữ máu tốt, an toàn. Căn bản là nó an toàn bạn ơi. Đừng có quan trọng là mất cái choáng hay còn cái choáng, kệ mẹ cái choáng đi. Con Revenge là con làm gì có choáng? Cứ nghĩ như thế trong đầu cho nó dễ chơi. Con Revenge làm gì con choáng. Được chưa? Ok. Trời ơi. Cứ để phải bực mình cơ.